Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong, dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu. Trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây anh tìm hoài, muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương. Trên khóe mi cay, ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà rồi người xa cánh ta. Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo, hồn nhiên cài hoa mái đầu, dòng người vội vàng em hóa thân đời bé bàng, rời xa tình anh năm tháng. Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong, dòng xưa in dấu mãi đậm sâu. Trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây anh tìm hoài, muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương. Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu, ngày em bước ra đi nước mắt nấy biệt ly, hoa vẫn rơi bên thềm nhà, lá xác xơ đi nhiều và anh chúc em yên bình một tình mình, hẹn em kiếm sau.
Ok, hello, chào tất cả các em nha. Đó đủ chưa? Nay chúng ta sẽ vào cái buổi Bookskin giải nhanh phần casual xác định góc nhá. Đủ chưa? Thoát ra à? Bạn nào thấy lag thì thoát ra vào lại nhá. Ok chưa? Thôi chuyển thôi nhá. Xong sớm thì sớm nha. Ba việc các bạn đẩy zoom thầy lên cái view 200 bắt đầu có không khí nào. Ok chưa? Tối mai nhá. Hẹn các bạn tối mai có một cái chương trình rất đặc biệt, thầy sẽ tư vấn cho bạn lộ trình nhá. Tối mai 8 rưỡi tối mai thì sẽ tư vấn cho bạn cái lộ trình để làm sao chúng ta học từ giờ đến lúc thi cho nó hiệu quả nhất. Và chúng ta sẽ có một số cái chương trình quay để tặng sách các bạn cái bộ đề chúng ta ôn học kỳ 1 này. Đấy, và cái bộ đề chuẩn cấu trúc nữa. Đấy, cái đề quyển sách này thì là thầy với thầy Thuận cùng làm. Đấy, để chúng ta có thể là gửi cho bạn ôn thi học kỳ lộ trình nó đẹp trai luôn nhá. Tối mai 8 rưỡi tư vấn, còn hôm nay thì chúng ta chốt luôn cái lộ trình thôi. Hôm nay thì đi vào buổi Bookskin số 11 rồi. Bạn nếu thấy cái chương trình nó hay với bổ ích ấy, chúng ta share cái bài mạnh về dùng dần một chút xíu thôi nhá. Để cái lượng view nó tăng lên thì thầy sẽ tiếp tục làm cái chương trình này từ giờ đến lúc thi cho bạn luôn. Mỗi buổi thì tầm 4 đến 5 câu tùy vào cái nội dung cái bài hôm đấy nhá. Đấy, ok, đẹp trai rồi. Đẹp trai rồi. Ok, rồi, lên 200 thì quất luôn thôi nhá. Quất luôn rồi. Xong sớm thì sớm nhá. Bao việc này. Ok chưa? Lên buổi 11 chưa nhá? Lên 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 buổi 11 rồi đấy nhá. Ok chưa? Thôi chiến luôn thôi, quẩy luôn nhá. Đấy. Tài liệu thầy gửi cho từ lúc trưa rồi nhá. Tài liệu gửi cho từ lúc trưa rồi đấy. Bạn nào chưa có thì lên face thầy lấy nhá. Đấy, ok rồi, view đẹp trai rồi. Ok. Giờ chúng ta bắt đầu chiến thôi nhá. Hôm nay thầy like trễ một chút xíu, trễ mất 10 phút. Rồi mình đi vào câu số 1 luôn đi nào. Thấy đáp án thì bắt đầu chiến. Ok, chào Lệ Giang nhá. Quẩy thôi. Tốc độ lên nào. Đấy, câu số 1. Nay có 4 câu thôi, nhưng mà đảm bảo skin nó đẹp dài phần góc này luôn nhá. Đẹp dài nãy giờ rồi à? Được rồi, đấy thì quất luôn đi nào. Quất luôn đấy, đẹp dài thì quất luôn thôi, không không dài dòng nữa nhá. Chúng ta cứ ủng hộ thầy cách là xem like đúng giờ đấy. Đấy, các bạn đặt cái chế độ xem trước ấy, thì lúc nào thầy like thì nó sẽ hiện thông báo cho các bạn để vào kịp thời luôn nhá. Được rồi. Ok chưa? Đến gần lúc thi like còn lên mấy trăm rồi mà, mấy 200 vẫn là bình thường thôi nhá. Được thời điểm hiện like cao nhất nó rơi ở tầm khoảng 5-600 gì đấy nhá. Ok, mấy hôm nay thầy bận quá nên cũng chưa kịp like ở trên face. Thế là anh em cứ tạo động lực nhiều là sẽ có nhiều chương trình siêu siêu hot. Siêu hot khổng lồ. Được chưa? Này hôm nay hôm trước đi cắt tóc có thằng nó lại chém gió là cắt cắt tóc này. Tóc hôm trước đi cắt gặp thằng nó mới thằng học việc, thế đấy nào nó cắt nhìn hơi trẻ trâu đúng không? Này nhìn trẻ trâu quá. Ok, te tiếc cái con khỉ thôi, quẩy đề đi, có số 1 vào việc luôn này này nhá. 8 rưỡi tối mai nhá, nhớ 8 rưỡi tối mai thì sẽ tư vấn các bạn lộ trình để chúng ta học từ giờ lúc thi cho nó hiệu quả và quay số tặng sách nhá. Thôi chuyển luôn này, câu số 1 này. Đấy thì nhiều bạn kêu thầy ui rồi phần góc khoảng cách em yếu lắm rồi nọ kia nọ trai yếu sinh lý lắm, thì hôm nay làm buổi đẹp trai luôn đây này nhá. Phần góc nó là cái phần tiền đề để các bạn học cái phần hình nó tốt, học học thể tích ấy. Đấy, có một số bài toán liên quan đến phần thể tích đúng không, đây này đúng không nhỉ? Đấy, có một số bài toán liên quan thể tích mà yêu cầu có những bài toán nó liên quan đến cái phần góc góc đấy đúng không, không xác định được góc tịt đích vẽ được hình, không vẽ được hình thì không xác định thể tích thì coi như là vứt về đấy đi. Đấy thì nó sẽ học góc khoảng cách trước khi học thể tích nhá. Thì hôm nay chúng ta làm một buổi về khoảng về góc trước đã, còn khoảng cách thì hẹn bạn trong những cái buổi tiếp theo. Đấy, hôm nay đến buổi Bootskin số 11 rồi này. Ok chưa nhá. Ok, đúng rồi, like nhiều vào đấy, hôm nay lên 250 rồi này. Đấy, hôm nay khá đẹp dài, làm sao lên được 300 này. Buổi sau tối mai làm phát, tối mai live phát sách bung lụa luôn. Con số 1 này nhá. Thì chúng ta phải biết được là gì, cái phong cách là chúng ta phải kết hợp casual cộng với tự luận vào nhá. Không phải bài nào cũng casual được và không phải bài nào cũng tự luận được, chúng ta phải kết hợp vào để làm sao chúng ta đạt cái tốc độ cao nhất đấy đúng không. Đấy, đạt cái tốc độ nó cao nhất thì nó phải kết hợp đẹp trai, là phải kết hợp hai này vào nhá, chứ không là đi một mình là chết đấy. Thì câu số 1 này, câu số 1 này thì thầy hướng dẫn các bạn đọc vào một câu, chúng ta biết là câu này nên làm theo tự luận hay nên làm theo casual nhá. Đấy thì chúng ta phải làm theo cái chiến thuật như thế, chứ không phải là cứ thằng cắm đầu vào tự luận này. Có sức khỏe có tất cả, nhiều khi đâm đầu vào tường chết đấy nhá.
Đấy, còn nhiều câu casual nó nhanh hơn, nhiều câu tự luận nó nhanh hơn thì chúng ta phải biết kết hợp nha. Câu số 1 này đi vào đẩy thuyền luôn, đẩy thuyền luôn. Úi giời, đậu xanh ngày nay có quả tóc mới, chúng mày không phải khen đều bọn mất nết. Mày đúng là cái đồ còn lợn. Vào thì muộn, vào thì muộn. Trai chiếc cái gì, thôi quẩy đề đi, quất luôn đi lại còn. Câu số 1 này, vẽ luôn cái hình cho thầy đi nhá. Đây nó cho đáy hình vuông này, đáy vuông cạnh A này, SA vuông đáy chưa? Đấy, bắt được cái khung này rồi. Cả ba cái mỗi câu này đắt giá này, đúng không? Đấy, xếp vào luôn này. Dạng này là xếp vào dạng là cạnh cạnh bên vuông về đáy đúng không? Đấy, cạnh bên vuông đáy có ngay cái khung hình luôn, có ngay khung hình luôn này, vẽ đáy trước này, đúng không nhỉ? Đấy, SA vuông đáy, một cái hình chúng ta phải xác định được trước đấy là cái yếu tố quan trọng nhất, đấy là cái phần chiều cao của nó nhá. Xác định được chiều cao thì chúng ta mới vẽ được hình chuẩn, và vẽ được hình chuẩn thì chúng ta sẽ làm bài toán nó sẽ dễ hơn. Vẽ một cái hình nó trắng chịt nối như mạng điện vào với nhau thì không thể nhìn thấy hình được, đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp này. Bây giờ nhá, cái key bài toán đây này, SA vuông đáy này thì nó có cái khung như sau. Đây là S này này, E này, B này, CD này. Đấy, dạy bọn mày tư cách vẽ hình luôn nhá, dạy tư cách vẽ hình luôn. Đấy. Ôi, hôm nay nhìn hơi trẻ trâu tí nhá. Hôm nay hôm trước đi cắt tóc gặp thằng mới học việc nó hớt thế đích nào nhìn hôi nách quá. Rồi, ok. SA vuông đáy này, SA vuông đáy này thì các bạn vẽ đáy thầy trước nhá, vẽ đáy trước, đáy hình vuông thì cũng vẽ hình bình hành thôi. Chiều cao thì SA vuông đáy thì bạn kẻ thẳng đứng lên này, kẻ thẳng đứng lên và nối S với các đỉnh thì nó được cái khung như thế này rồi. Xong cái khung này rồi thì bây giờ thống kê giả thiết lên hình này, bước 2 nhá. Bước 1 này, vẽ hình. Đấy, để làm hình tốt các bạn phải vẽ được hình đẹp đã, đúng chưa? Vẽ hình đẹp xong rồi bước số 2 này. Bước số 2 chúng ta thống kê giả thiết, các bạn đưa hết lên trên hình. Xong rồi chúng ta mới tiến hành giải quyết nó. Ok chưa? Đấy, thì tiến hành nó ba bước này để đẹp ra nhá. Ok, đáy hình vuông cạnh 1 thì bây giờ này, thầy xử lý như sau. Hình vuông cạnh 1 thì cho hết cạnh bằng hình vuông cạnh A nhá, thì thầy chọn hết A bằng 1 cho thầy nhá. Đấy, đứa nào học học thầy phần hình này thì biết luôn rồi, luôn luôn chọn A bằng 1 để làm những cái bài toán nó đẹp ra nhá nhá. Bấm máy tính nó cũng rất tiện. Đấy, chứ đưa A vào xong tự nhiên phải nhân A và nó mệt lắm. Chọn hết A bằng 1 cho thầy nhá, chọn A bằng 1 thì đáy là hình vuông cạnh 1 này. Đáy hình vuông cạnh 1 này nhá. SA ở đây nó bằng căn 6 chưa? A bằng 1 thì SA căn 6 nhá. Đẹp ra chưa? Đấy, SA căn 6. Rồi, giả thiết xong luôn, xong luôn. Hết. Bây giờ nó yêu cầu này, nó yêu cầu tính góc giữa AC với đáy. Thì chúng ta tính như sau nhá. AC. Đấy, AC với lại đáy. Ok chưa? Góc giữa AC với đáy. À, AC với SBC nhỉ? Quên. AC với SBC. Lộn, hôi lách, hôi đách. Ok, tính góc giữa AC với SBC nhá. AC là thằng này. Đây, AC là thằng này. Còn SBC, SBC nó là đây. SBC là cái mặt bên này này, đúng nhá. Thì các bước xác định góc giữa đường với mặt thì nói qua một chút nhá. Bước 1 này, các bạn xác định giao điểm. Giao điểm. Đúng không? Giao điểm này, thấy AC này, AC đây. Nó cắt cái mặt phẳng SBC tại điểm C này chưa? Đấy, ok, giao điểm là C rồi. Đấy, giao điểm là C rồi thì còn mỗi cái thằng A thôi. Mỗi thằng A thì các bạn số 2 là các bạn tìm hình chiếu. Hình chiếu của A lên cái mặt phẳng SBC này. Thì cái này đơn giản thôi. Cái này rất rất đơn giản thôi. Bài toán này câu này thì thầy sẽ làm tự luận. Đấy, câu này chọn làm tự luận cho nó dễ. Tại sao như thế? Xác định đến cái bước số 2 này thì kẻ luôn AH thôi. Chỉ cần kẻ đúng một đường duy nhất là AH vuông góc với lại SB. AH vuông góc với SB, đúng không? Đấy, thì các bạn nối vào cho thầy này. Nối vào đây này. Đấy, nối vào nhá. Ừ, cái hình này tự nhiên vẽ hồi nách thế nhỉ. Đấy, đáng lẽ điểm H nó phải cho lên bên trên này một chút xíu thì cái hình nhìn nó thoáng hơn nhá. Đấy, cái hình nhìn nó thoáng hơn. Ok chưa? Hình chiếu này, hình chiếu này của A trên mặt phẳng SBC chính là H. Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Thì ở đây này, chúng ta có ngay AH nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng SBC đấy. Thì hình chiếu của A trên đáy chính là H thôi. Tại sao AH vuông góc với BC? Vì sao? Vì kẻ AH vuông góc với SB là theo giả thiết rồi nhá. Đấy, bạn kẻ luôn AH vuông góc với SB rồi. Thứ hai là gì nhờ? BC
nó vuông góc với lại mặt phẳng SAB đấy, đúng không? Vì đáy là hình vuông này, đáy hình vuông BC vuông với AB, BC lại vuông góc với chiều cao SA nữa, thế nên nó vuông góc với cả cái mặt phẳng SAB và suy ra luôn. BC nó vuông góc với AH chưa? AH nó chui trong cái mặt phẳng này nó chẳng vuông góc BC gì đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, AH đồng thời vuông góc với SB và BC này thì nó vuông góc với SBC nhá. Vậy hình chiếu của A trên đáy là H rồi. Hình chiếu A trên đáy là H rồi thì chúng ta thấy được ngay, chúng ta thấy được ngay là bài toán chuyển về gì nhờ. Đây, hình chiếu giao điểm là C này, giao điểm là C này, hình chiếu của A là H, thì lúc này chúng ta sẽ thấy được ngay hình chiếu của cả cái đoạn AC, của AC trên cái mặt phẳng SBC chính là HC đấy, trên HC. Vậy thì góc nó quy về góc giữa AC và HC, hay nói cách khác nó chính là góc HAC, HCA, HCA. Đấy, yêu cầu bài toán chúng ta cần tìm thấy cái góc này này, ok chưa? HCA nhá, góc HCA, ổn chưa nhở? Xong chưa em? Vui tính bình thường, vui tính bình thường. Xong rồi chưa? Ui đậu xanh chúng mày không học thì toán vào thấy khen đẹp dài này, không phải khen đều, thầy lại chẳng biết thừa bọn mày, chúng mày lại chả tốt với thầy quá, hở ra là nói đều, hở ra là nói kháy, chúng mày được lắm. Được chưa? Được chưa? Hôm nay nhìn cái quả tóc nhìn nó hơi hơi củ chuối đi thôi, hôm trước là đi đấy la nhầm tiệm hớt tóc, la nhầm hôm trước là bấm giờ nó xấu quá, mẹ ra đúng gặp đúng cái thằng học việc, thế là nó hớt cho phát nhìn đúng tinh chất trẻ trâu luôn. Thôi đấy rồi, ok chưa? Thì bây giờ này các bạn xác định được góc giữa AC với lại SBC chính là gì nhờ? Chính là góc ACH rồi, ACH rồi. Bây giờ nó yêu cầu đề bài, quay trở lại đề bài này, nó bắt tính sin của cái thằng này. Đấy, tính sin của cháu này này. Đấy, thì làm như thế nào nhá? Tính sin của cháu này này thì các bạn nhìn thấy cho thầy chưa? Nhìn thấy cho thầy chưa? AH vuông góc với lại cái mặt phẳng SBC chưa? Thì có phải là AH vuông góc với HC không? Vậy thì cái tam giác này này, tam giác này nhá. Tam giác này là tam giác A vuông góc tại H đấy. AHC vuông tại H đây này. Đúng chưa? Đấy, thì góc C là góc này, góc cần tìm. ACH là góc này này. Đúng chưa? Sin nhá. Sin thằng này thì nó bằng cái gì nhỉ? Nó bằng AH trên AC đấy. Đúng không? AH trên AC. Đẹp dài luôn. Đẹp dài luôn là gì nữa? Đấy, con này làm tự luận cho nó ok nhá. Cho nó ok. Đấy, thì thầy thống kê lại cái sơ đồ bài toán này này. Nó cho một cái hình cho SABCD. Đấy là hình vuông này. Đấy, SA vuông đáy này thì chúng ta có cái khung này rồi. Thống kê giả thiết lên hình này. Đấy anh vuông cạnh 1 nhá. Đấy, đấy anh vuông cạnh 1 rồi thì viết 1 đây được rồi nhá. Chiều cao SA bằng căn 6 rồi. Và yêu cầu tính góc giữa AC và mặt phẳng SBC thì bây giờ các bạn chỉ cần hạ nhẹ vuông góc AH xuống cái thằng SB cái là chúng ta xác định được góc ngay là góc HCA nhá. Ok chưa? HCA. Rồi. Xác định được góc rồi thì bây giờ nó yêu cầu tính sin. Sin thì chúng ta lại biết được luôn tam giác này vuông tại H rồi. Đấy, nó bằng AH chia cho AC thôi. Giờ thì tính hai thằng này ra luôn còn gì nữa. Thấy này. AC bằng căn 2 luôn đúng không? AC đừng chéo hình vuông nhá. Đấy, đáy hình vuông cạnh 1 thì AC đừng chéo, AC căn 2 chốt luôn, đẹp dài rồi. Giờ tính AH nữa thôi. Tính AH thì các bạn vẽ riêng cho thầy cái tam giác này ra xong luôn. AH này thì vẽ riêng cho thầy cái tam giác SAB ra nhá. Vẽ riêng cái tam giác ra. S đây, A đây, B đây, vuông tại A chưa? SA vuông với đáy thì là vuông AB thôi. Vuông tam giác này vuông tại A chưa? AH vuông góc SB này. Đấy, tính AH thôi. SA cho bằng căn 6 chưa? Đẹp dài luôn, AB 1 đây này. Đấy, Pythagore tìm thấy SB ở đây nó bằng căn 7 đấy. Đúng không nhờ? SB căn 7 vậy thì rút ra này. Rút ra AH thôi. Hệ thức lượng nhá. AH nó bằng cái gì nhờ? Bằng SA nhân AB tích hai cạnh góc vuông đấy. Chia cho SB. Chia cho SB. Đấy thì nó bằng căn 6 chia căn 7. Căn 6 chia căn 7 nhá. Căn 6 chia căn 7 chưa? Hợp lý rồi, đúng không nhỉ? Căn 6 chia căn 7 nhá. Rồi, có AH rồi, có HC rồi thì chia cho nhau thôi. AH ở đây bằng căn 6 chia căn 7 này. Tất cả chia cho căn 2 đúng không? Thì nó bằng căn 6 chia cho căn 14 và nó bằng căn 3 chia bằng căn 3 chia căn 7 đấy. Thì nó ra đáp án D hợp lý chưa? Ôi các bạn không thấy comment đáp án đâu nhá. Nét kém á. Ô, cam nét bình thường mà. Ô giời. Ôi.
Cam này nét Full HD gì ra, thầy xem mấy màn hình này thấy Full HD bình thường nãy giờ có vấn đề gì đâu. Trong chơi em. Xong chưa? Muốn cắt như thế này à? Ôi, liên hệ thầy. Cắt như thế này liên hệ thầy nha, đơn giản, hai đường cơ bản. Xong chưa? Nó lại đẹp dai quá. Xong chưa nhỉ? Câu số 2 nhá. Câu số 2 này. Câu 2 mới câu đẹp dai này. Đấy, câu đầu khởi động thôi. Đấy thì câu số 1 này nhá. Các bạn xác định được góc luôn ấy. Nếu đấy là thầy chọn câu số 1 là làm tự luận. Skin làm tự luận bình thường thôi. Vì các bạn xác định được góc luôn. Xác định được góc luôn và ngay, nó rất dễ xác định được góc luôn, nó rất dễ thì các bạn tính luôn tự luận nó dễ nhá. Ok chưa? Còn những cái câu nào mà phải kẻ thêm nhiều nhiều hình ấy, đấy, câu nào mà hình nó như cái mạng nhện rắc rối ấy thì chúng ta sẽ thực hiện là dùng caso nhá. Đây, câu số 2 là một câu điển hình cho dùng caso này. Câu 2 thì dùng skin là caso để tính cho nó nhanh nhá, chứ làm tự luận câu này chết mệt. Xong chưa em? Các bạn mới vào thì share bài mạnh thì dùng thầy một chút xíu nhá. Để cái lượng vi nó tăng lên là biết lối quẩy luôn này. Đấy, câu số 2 câu đẹp dài nhất bài này nhá. Cả bài cũng câu số 2 câu đẹp dài thôi. Đấy, nhìn được câu này này, ăn câu này trong vòng tầm khoảng 1 phút 2 phút thôi, 1 đến 2 phút là xong. Đấy, nhá. Ok chưa? Tối mai 8 rưỡi. Câu nào không biết thì chấm mạnh lên chứ này. Câu nào không biết thì chấm mạnh lên nhá. Chấm mạnh lên xem nào. Còn biết lỗi chữa tiếp đây nhá. Câu số 2 này à, cho anh cho ABCD đáy nó là một cái nửa lục giác đều nhá. Đáy là nửa lục giác đều cái này đấy, thì chúng ta nhớ cho thầy này, một cái lục giác đều như thế này này, đúng không? Đây, lục giác đều như thế này đấy, thì nửa lục giác đều này nó chia đôi là như thế này này, thì cái thằng ABCD nó là một cái hình thang cân đấy. Đấy, nó là hình thang cân nhá. Ok chưa? Đấy, thì ở đây này thì vẽ luôn này, ABCD này, ok chưa? Đấy, thì chúng ta có được ngay cái hình mô típ như này thôi. ABCD hình thang cân nhá, đáy lớn là AD còn đáy nhỏ là AB đấy, nửa lục giác đều mà, nó sẽ là hình thang cân nhá. Ok, thì đây nó là cái hình này, chúng ta có cái hình như sau. Đấy, style nó phải phong cách đúng không? Rồi đây, mặc dù nó cho hình thang cân nhưng mà chúng ta phải vẽ cái hình thang không cân nhá. Chứ vẽ hình thang cân thì điểm nó trùng nhau hết thì đề bài hình hình nó xấu lắm nhá. Ok chưa? Rồi đây, nối vào của các ông đây. Đấy, cả bài mỗi câu này hot nhất này, nhìn để ý kỹ vào này nhá. Câu này mới là câu thằng đỗ thằng trượt này, câu này mới là câu lên lớp tán gái này, xong chưa? Đây nhá, E này, D này, B này, C này, ổn chưa? Nó bảo này, đề bài nó bảo là giao quả hai mặt phẳng SAC, kiểu gì kiểu nó cũng phải tìm cho thầy chiều cao cái đó. Tìm chiều cao nhá, chiều cao nằm ở đâu thì mới vẽ được cái hình nhá, không có chiều cao lâu vẽ được hình nhá. Đấy là xấu dai ngay. Đấy thì nó bảo đây, kỳ bài toán đây này, hai mặt phẳng SAC với SBD vuông với đáy này, đúng chưa? Cả bài mỗi câu này đáp giá nhất này này, hai mặt phẳng SAC với SBD nó vuông với đáy thì giao quả AC với BD thì gọi đây là ED. Giao đây gọi là ED. Thì có phải là giao của hai mặt phẳng SAC với SBD nó chính là SI không? Thì SI chính là chiều cao đấy. Thì I ở đây rồi thì SI bạn kẻ thẳng xuống thôi nhá. Kẻ thẳng xuống đây là I này. Ok chưa? Đấy, nối vào. Xong chưa? Ok, đây là chúng ta có S này. SI là chiều cao nhá. SI là chiều cao. Ok chưa? Nó bảo hai mặt phẳng này SAC và SBD này nó giao nhau theo giao tuyến là SI, thì SI chính là chiều cao thôi nhá. Đấy, đơn giản rồi đúng không nhỉ? Đơn giản. À, bây giờ nó bảo xác định cái gì nhỉ? Góc giữa SC với à còn điều kiện nữa, góc giữa SC với đáy. Góc giữa SC với đáy chính là góc SCI này, góc này 60 đúng không? Hình chiếu của S trên đáy này Y. Vậy thì góc giữa SC với đáy nó chính là góc SCI đấy. SCI bằng 60 nhá. 60 độ. Đấy, nó là góc giữa SC với đáy thôi, đơn giản nhỉ, game là dễ. À, xong chưa? Bây giờ nó yêu cầu tính góc giữa SC với SAB. Đấy, tính góc giữa SC với lại cái thằng SAB mặt phẳng SA, SAD nhỉ, SAD nhá. Ok chưa? Đấy, xử lý bài toán xong rồi. Xong rồi
nhá. Đáy nửa lục giác đều cạnh cạnh một đây này. Đấy, AB bằng BC bằng CD bằng 1 hết nhá. Ổn chưa? Đấy, và nó yêu cầu tính góc giữa SC với cái mặt phẳng SAD. Thì bài toán này thì chúng ta không tìm được góc luôn đâu. Đấy, ở đây biết giao điểm là S rồi đúng không? Nhưng mà các em không biết kẻ như thế nào để tìm được cái hình chiếu của C trên cái mặt phẳng SAD này đúng không? Đấy. Kẻ từ C vuông góc tới AD ấy, thì nó cũng không phải là hình chiếu, nó cũng không phải là hình chiếu, đúng chưa? Đấy, thì câu này chúng ta không tìm được góc, không tìm được góc giữa SC với lại SAD. Vẽ trên hình thì nhìn chắc chắn nếu mà kẻ được thì nó hình nó cũng choe choét rồi, nhìn nó khó nhìn lắm, đúng không nhỉ? Vậy câu này làm tự luận là không khả thi rồi. Chúng ta thử nghĩ đến cái cách là Castro cho thầy nhá. Góc giữa SC đấy, cứ câu nào mà xác định được góc luôn thì bạn tính luôn tự luận là nó nhanh. Còn câu nào không xác định được góc luôn thì chúng ta sẽ ấn vào máy tính nó giải quyết cho bạn nhẹ nhàng luôn nhá. Đấy, thì làm như sau. Cắt đẹp như thầy nhanh có lời yêu á. Mày lại hỏi kháy thầy rồi. Đấy, cái này thì câu này thì căng nhỉ, câu này thì hơi hơi khó này. Câu này hơi khó nha. Rồi học đi, mấy bố vào toán người yêu người uốn thì comment thì đếch thấy đâu, ngàn chấm như này. Chấm thì hỏi đáp án đâu thì toán thấy ngàn chấm, xung quanh toán là chấm, xong rồi. Mở mồm ra toàn yêu với chả đường, học ngu chó lấy. Bây giờ, ôi. Làm đi, này. Góc giữa SC với đáy này nhá. Góc giữa SC với SAD này thì câu này dùng Castro cho thầy như sau. Và thầy cho bạn cái công thức tổng quát nhá. Công thức tổng quát trong cái Castro như sau này. Công thức tổng quát trong cái phần Castro này thì bạn làm như sau. Đấy. Bây giờ hướng dẫn này. Bây giờ hướng dẫn nhá. Câu 1 thì tự luận thì hồi nách rồi. Đấy. Rồi, giờ tổng quát này. Tổng quát cái cách bấm máy tính góc giữa đường với mặt này nhá. Nhìn kỹ cho thầy này. Đây. Tổng quát thì chúng ta nhìn cho thầy một cái hình mới đi. Thầy có một cái mặt phẳng ABC đây. Và đây đi. Đây. Nha. Ok chưa? Ok chưa? Đây, thầy có một cái mặt phẳng ABC này. Và AD đi. Đó, yêu cầu đề bài nó xác định góc nhá, tổng quát. Tổng quát lên công thức tính bấm bấm máy tính nhá, tổng tổng quát này. Đấy, góc giữa AD với đề bài yêu cầu tính góc nhá giữa AD với cái mặt phẳng ABC cho thầy nhá. Thì công thức nó như sau, nốt to vào. Đấy, nốt to vào nhìn kỹ này. Tự luận ấy hiểu hơn này, tự luận thì đi chỗ khác chơi nhá, tự luận mấy cái thằng này hồi nãy nhá, tự luận chữa lâu lắm. Cái gì mình phải update dần thì update dần nhá, làm nó phải theo phản xạ, rồi cứ cách nào nhanh thì quất thôi, thấy cứ cách nào nhanh thì quất thì không gì phải nói nhiều cả nhá. Góc giữa AD với đáy này, góc giữa AD với đáy này nhá. Đấy, thì công thức như sau, công thức như sau, các bạn bấm cho thầy cái thằng angle này, angle này mở ngoặc ra. Đấy, vector AD này phẩy nhá, phẩy này mở ngoặc phát vector AB này nhân với lại vector AC. Đấy, đây là biểu thức của Caso. Các bạn bấm máy tính cho thầy như này. Thầy đặt là phi nhá. Bấm máy tính như này nó ra một cái góc phi đấy. Phi nó bằng angle góc giữa AD này mở ngoặc ra AB nhân AC nhá. Đấy, bấm nguyên chi như này cho thầy. Đấy, góc giữa AD này và mặt phẳng ABC nhá. Thì thầy lấy luôn AD này, AB nhân AC. Cái này em cái vector này em có thể đổi đi bất kỳ cũng được nhá, miễn là nó chung góc A, chung chung góc là được. Em không thích em có đổi thành BC nhân với BA cũng được, nó không ảnh hưởng gì cả đến kết quả đâu nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, miễn là hai này nó chung góc A, chung góc B hoặc chung góc C được. Cái này nó chính là hai vector tạo thành từ cái đáy này nhá. Góc giữa AD này với mặt phẳng ABC nó bằng angle này góc giữa AD này AB phẩy này AB nhân AC. Bấm máy tính tí nữa hướng dẫn bấm cái biểu thức này như nào nhá. Đấy, biểu thức chỉ như này thôi. Và khi ra cho thầy này, thầy gọi bằng alpha đi, thầy gọi alpha là góc cần tìm nhá. Phi nó bằng cái biểu thức này, phi bằng biểu thức này thì chúng ta có nếu phi lớn hơn 90 độ thì bạn suy ra góc alpha cần tìm nó chính bằng phi trừ đi 90 độ. Đấy, ok chưa? Còn khi phi này nó nhỏ hơn 90 độ ấy thì bạn suy ra cho thầy alpha lúc này nó sẽ bằng 90 độ trừ đi phi. Đấy, ok chưa?
Đấy, thì đây là cái công thức ca sô bấm máy tính. Thế thôi, rất đơn giản nhá. Thì bây giờ thầy sẽ dẫn các bạn bấm máy tính biểu thức này như thế nào và tìm những biểu thức này như thế nào nhá. Áp dụng vào ra luôn nhá. Đấy, bây giờ bấm này, bây giờ bấm này. Em có tí nữa hướng dẫn, tí nữa hướng dẫn. Bây giờ vào máy tính thực hành luôn là mình nhớ này nhá. Thì áp dụng vào đây. Áp dụng vào đây. Nó yêu cầu tính góc giữa SC đúng không? Tính góc giữa SC với lại SAD này. SAD này áp dụng vào đây thì chúng ta phải bấm máy tính cho thầy là phi ở đây này nó bằng angle nhá. Mở ngoặc ra, đây là SC này. Đấy, SC này, vector này, phẩy phát. Đấy, mở ngoặc ra này. SA nhân SD đi. SA nhân SD. Đấy, ok chưa? Bấm máy tính như này cho thầy. Đấy, sau đó thì suy ra alpha bằng bao nhiêu. Đấy, rất đơn giản thế thôi nhá. Đấy, biểu thức máy tính chỉ như này thôi. Và bây giờ yêu cầu bài toán chúng ta phải đi tìm cho thầy ba cái vector SC, SA và SD. Tìm ba vector này xong là bấm được luôn. Bài toán rõ rắc rối này như này đúng không? Chúng ta tìm được ba vector này giải quyết luôn. Bài nào cũng thế. Góc giữa đường với mặt nó có công thức chung rồi cứ ném vào bấm thôi. Đấy, tìm được ba vector này xong luôn. Tìm ba vector này xong luôn. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của bạn phải tìm cho thầy ba vector này bằng cách tọa độ hóa nhá. Tìm cho thầy ba cái vector SC này. SC này. SA này. Đấy. Với SD này. Tìm thầy ba vector này là bài toán được giải quyết, nhắm máy tính nó bấm luôn, ra góc luôn, không phải nói nhiều nữa nhá. Tìm ba vector này bằng cách tọa độ hóa. Tọa độ hóa. Đấy, ăn những câu này mới là những câu 8 8 9 điểm này, câu này tầm 9 điểm đấy nhá. Đi thi rất rất khó một chút. Ổn chưa? Nhìn kỹ vào nhá. Thế bài em bấm mai em lên cross lại chết với em. Máy chỉ được cái hôi lách là nhanh, học ngu chó nó yêu nhá. Xong chưa? Ok, tiếp tục này, tiếp tục này, được chưa? Sang câu số 2 này nhá. Bây giờ đi tìm ba vector này là xong này, chữa rất kỹ rồi đấy, chữa rất kỹ rồi. Sang phần hình cái nhiều cháu lười. Đấy, ok, câu này câu 9 điểm rồi, câu này lên lớp này. Hơn nhau là hơn nhau những câu như này này, còn mấy những câu dễ dễ rồi thì thằng nào nó chẳng làm ra, quan trọng là làm nhanh hay làm chậm thôi, đúng không? Kinh nghiệm càng nhiều thì làm nó càng nhanh hơn thôi. Đấy, những câu dễ thì hầu như là ở lớp các bạn luyện đề nhiều nó cũng lên thôi. Còn những cái câu như này chúng ta phải có những cái skill đẹp dai làm nó mới ra được nhá. Đấy, ok chưa? Ok chưa? Rồi. Bây giờ đi tìm ba vector trước cho thầy như nào và cách tọa độ hóa nhá. Tọa độ hóa thì thầy gắn A trùng gốc O này. A trùng gốc O này. AD là vector này. Đấy. Thì đây là O Z này. Đấy và OI này. Ok chưa? Thầy gắn A trùng gốc O nhá. Gắn cho thầy cái trục OIZ vào, A trùng gốc O vào nhá. Ok chưa? AD trùng với OX này. Đấy, thì OI nó sẽ vuông góc với AD thôi. A trùng góc O nhá. AI nó sẽ vuông góc với lại AD này. Đấy, ok chưa? Tưởng tượng được cái góc nhà cho thầy chưa? Và OZ nó thẳng đứng lên trên, nó song song với SI đấy. Song song với SI đấy, đúng chưa? Rồi, yêu cầu bài toán tính cho thầy. Chuyển về tính thầy những cái gì nhỉ? Sau khi gắn trục rồi nhá. Bây giờ chúng ta thực hiện đọc tọa độ ấy để tính được ba vector là SC này. Đấy, SA này, SD này. Chúng ta cần đọc cho thầy những cái tọa độ như sau. Tọa độ đỉnh S này. Đấy, tọa độ đỉnh A này, tọa độ đỉnh C này và tọa độ đỉnh D này. Đấy, xong tọa độ ba đỉnh này chưa? Bốn đỉnh là xong. Tọa độ bốn đỉnh này. A trùng góc O xong chưa? A đẹp dai luôn, 0 0 0 nhá. Đấy. Rồi. Bây giờ thì đọc cho thầy tọa độ đỉnh S, đỉnh C với đỉnh D đi. Đỉnh S thì hơi căng tí nhưng mà đọc đỉnh C, đỉnh D rất dễ này. Đọc đỉnh C, đỉnh D thì rất dễ thôi. Đấy, CD nhá. CD thì chúng ta vẽ thầy cái ông lục giác đều như sau này. Đấy, cái lục giác đều như này này. Vẽ hình kỹ ra nhá. Ok chưa? Đây này. CD nằm trong cái mặt phẳng OI mà. Đây này, đây này, đây 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 đây. Đây này, AD đây. B C nhá. Đọc các thầy đỉnh C với đỉnh D đi nào. Đọc đỉnh C đỉnh D chưa? Thì chúng ta có này. Cái tính chất thầy gọi đây là tâm H đi, H đi. Đấy, nối vào. Thì chúng ta nhớ cho thầy tính chất đáy nó là nửa lục giác đều nhá. Nửa lục giác đều cạnh một đây này. Đấy thì các bạn nối H là trung điểm AD và nó cũng chính là tâm cái đường tròn ngoại tiếp cái lục giác đều này này. Đấy, đúng chưa? Thì chúng ta thấy được này, khi nối B với H và C với H nào, nó sẽ tạo thành ba cái tam giác đều cạnh một đấy, tạo thành ba tam giác đều cạnh một nhá. Đây là tính chất của lục giác đều. Ok chưa? Ok chưa? Vậy thì
Vậy thì ba tam giác này, BCH này và CHD này và ABH này, ABH này là ba tam giác đều cạnh một chưa? Đấy, đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta gắn trục vào thôi. Đây là trục gì nhỉ? Trục OX nhá. OI nó vuông góc với AD như này này. Đúng chưa? Gắn A trùng góc O chưa? Đấy, A trùng góc O nhá. Rồi, thì cái mặt phẳng đáy lúc này nó chính là cái mặt phẳng OI đấy. Ok chưa? Đáy chính là mặt phẳng OI đấy. Giờ đọc cho thầy thôi. Những cái điểm nằm trong cái mặt phẳng đáy này nó đều có cái cao độ bằng không hết. Đều có cao độ bằng không hết, đúng chưa? Nằm trong mặt phẳng đáy mà. Đáy là mặt phẳng OI nhá. Thì cái cao độ z bằng không hết. Z không hết, tìm mỗi tọa độ x với y là xong thôi. Thì bạn chiếu lên này, chiếu lên trục nhìn ra ngay thôi. D thì đọc dễ nhất rồi, đúng nhỉ? D thuộc trục OX rồi này, đúng không? AD bằng 2 nhá. AD bằng 2. Đơn giản chưa? Vậy thì D ở đây có tọa độ là 200. 200. Vì D thuộc OX chưa? Ok, đẹp ra luôn. Ok con dê. Đấy, xong chưa nhờ? Rồi, tọa độ đỉnh C này, tọa độ đỉnh C này. Bạn chiếu cho thầy thôi. C chiếu lên này này. Đấy, chiếu lên OX với OY này, đúng chưa? Thì các bạn tính cho thầy thôi, tọa độ đỉnh C nhá. Thì độ dài thằng này này nó chính là chiều cao của tam giác đều cạnh một, các bạn phải nhớ luôn đúng không? Đây này. Đấy, độ dài này này. HCD là một tam giác đều cạnh một nhá. Nhớ luôn cho thầy chiều cao nó bằng căn 3 trên 2 đấy. Đúng chưa? Đấy thì IC nó bằng căn 3 trên 2 chưa? Đấy, đơn giản. Đúng chưa nhỉ? Đấy, giờ tìm cho thầy cái XD này. XD đây nó bằng cái độ dài đoạn này này. Đúng không? XC này, đúng chưa? Độ dài đoạn này này. AH thì bằng 1 rồi. Giờ tính cho thầy cái đoạn này nó ra ngay XC mà, đúng chưa? Đoạn này thì nó chính là bằng 0,5 chưa? Trung điểm bên này tam giác đều rồi, vuông góc thì trung điểm của HD này, HD bằng 1 rồi thì thằng này bằng 1,5 này, này 3/2 chưa? Ok, đơn giản. C ở đây x bằng 1,5, 3/2. Y bằng căn 3 chia 2 và z bằng 0. Xong ngay ba cháu này, ba tọa độ xong luôn rồi. ACD xong rồi. Còn cái đỉnh S này mới là cái đỉnh khó chịu nhất này, đúng chưa? Đỉnh S này là cái đỉnh mà nó khó khăn nhất. Thì các bạn thấy chưa? Thấy hình chiếu của S trên đáy chính là Y chưa? Hình chiếu của S trên đáy chính là Y chưa? Vậy thì chúng ta thấy này. Thế này chúng ta đọc được tọa độ đỉnh Y ấy. Được đọc được tọa độ đỉnh Y chúng ta có ngay tọa độ đỉnh S thôi nhá. Đây. Cho tính cho thầy SI nào, tính thầy SI nhá. Thì dựa vào bài toán này nó cho cái góc SCI bằng 60 chưa? SCI bằng 60 ấy thì chúng ta có điều gì đặc biệt không? SCI mà bằng 60 thì suy ra tam giác này vuông tại Y chưa? Vuông tại Y này, đúng nhá. Thì SI thì nó lại bằng IC nhân tang 60 nhá. SI ở đây này nó bằng IC nhân với tang 60 thôi. Tang 60 là căn 3 đúng không? Giờ tính độ dài IC. IC thì nó ra ngay SI này, đúng nhỉ? IC nhá. IC thì độ dài IC bằng bao nhiêu nhỉ? Đấy, giao của hai đường chéo BD này. BD này. Đấy, với AC này. Đấy, ok chưa? Y đây này. Ổn chưa nhỉ? Đấy, ok nhá. Giao hai đường chéo này, Y nằm ở đây này. ACBD Y nằm ở đây. Đấy thì IC nó độ dài đoạn này này. IC độ dài đoạn này này. Ổn chưa? Rồi, tính IC cho thầy nhá. IC thì cái này tính chất của tam giác đều này. Tính chất của tam giác đều này thì chúng ta có được ngay, chúng ta có được ngay. Y nó chính là khoảng cách, Y chính là trọng tâm đấy. Tam giác BCH là một tam giác đều nhá. Thì chúng ta có ngay Y nó chính là trọng tâm. Y chính là trọng tâm của cái tam giác đều, của cái tam giác đều gì nhỉ? Của tam giác đều BCH. BCH đấy, Y là trọng tâm của tam giác đều BCH nhá. Ok chưa? Vậy thì IC tính được ngay nhá. IC nó chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp ấy. IC chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp, hay nói cách khác IC nó bằng một nửa, bằng 2/3 chiều cao đúng không? Y là trọng tâm, khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh nó là bán kính của đường tròn ngoại tiếp nhá. Thì những cái tính chất của tam giác đều em phải nhớ luôn cho thầy, nhớ luôn cho thầy. IC bạn tính được luôn IC nhá, nó là khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh của tam giác đều thì IC bạn tính được luôn cho thầy, nó bằng căn 3 chia 3 đấy nhá, nó bằng bán kính ngoại tiếp tam giác đều. Đấy, khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh bằng bán kính ngoại tiếp tam giác đều căn 3 trên 3 nhá. Thì thống kê lại một chút về cái tính chất của tam giác đều để các bạn nhớ này. Nhiều thằng hôi nách để đếch nhớ tính chất của tam giác đều đâu, tất cả tính chất của tam giác đều bạn phải nhớ nhá. Đây thống kê lại này, ABC này nhá, ABC như sau này. Đấy, trọng tâm này này, Y đi
Ok chưa? Thì chúng ta có được ngay là diện tích của tam giác đều thì nó bằng a bình căn 3 chia 4 nhá. Ổn chưa? Chiều cao h thì nó chính bằng đây này, ah đây này, đi qua y này, đúng chưa? Ah nó bằng căn 3 chia 2a, với a là cạnh của tam giác đều nhá. Đấy, những tính chất này phải nhớ nhanh cho thầy. AI nó bằng căn 3 chia 3. Căn 3 chia 3a đấy, ok chưa? Ở đây a bằng 1 rồi, tam giác đều cạnh 1 rồi đúng không? Đấy, IH chính là khoảng cách nó bằng bán kính ngoại tiếp ấy. Bán kính ngoại tiếp nhá. Ok chưa? Và một số tính chất khác các bạn tự thống kê thêm vào nhá. Trong bài này thầy sử dụng cái tính chất bán kính ngoại tiếp nhá. IC bằng căn 3 trên 3 đấy. Rồi, tính được IC bằng căn 3 trên 3 rồi thì rút ra ngay cho thầy còn gì nữa? Rút ra ngay cái hình bên này đi. Đâu rồi nhỉ? Đậu xanh. À đây rồi. Đấy, SI đây rồi, bằng IC ở đây nó bằng căn 3 trên 3 nhá. Nhân tan 60 bằng căn 3 chưa? SI 1. Độ dài SI bằng 1 ý, thì ở đây này, này bằng 1 nhá. Thì các bạn chiếu luôn cao độ của điểm S, chiếu luôn này. Đấy, thấy này, SI nó song song với lại AZ chưa? Vậy thì cao độ của đỉnh S này nó chính bằng 1 đấy. Cao độ đỉnh S chính bằng SI bằng 1. Ok chưa nhỉ? Đấy, thì đỉnh S nhá, thầy đọc luôn đỉnh S ở đây có tọa độ cao độ bằng 1 này. Còn chúng ta còn tìm X với Y nữa. X với Y thì bạn chiếu xuống thôi, tìm cái tọa độ của đỉnh Y này là xong cái này nhá. Tọa độ đỉnh Y là xong thôi. Thì tọa độ đỉnh Y rất đơn giản thôi. Có bạn có công thức trọng tâm chưa? Công thức trọng tâm. Đấy, công thức trọng tâm nhá. Công thức trọng tâm ấy thì tọa độ Y này tổng 3 đỉnh chia đôi. À quên. XY này. Tọa độ trọng tâm nhá, cộng tổng chia 3, cộng tổng chia 3. Đấy thì chúng ta có ngay tọa độ đỉnh C thì vừa đọc rồi này, căn 3 trên 2 này, căn 3 trên 2 này, không này, đúng chưa? Đấy, tọa độ đỉnh H thì nó chính trung điểm H thuộc H thuộc OX rồi. Đấy thì AH bằng 1 rồi thì H ở đây có tọa độ là 100 đấy. Đúng chưa? H là trung điểm nhá. Ok chưa nhỉ? Đấy. Rồi, cái này thì hướng dẫn kỹ cho bạn, thế là nó hơi lâu một chút nhá. Để cho bạn hiểu vì nó còn nhắc đến lý thuyết rất nhiều mà. Còn câu này thì làm chỉ tầm 1 đến 2 phút thôi nhá. Chỉ làm 1 đến 2 phút khi bạn đã hiểu về lý thuyết rồi, chúng ta sẽ chỉ làm 1 đến 2 phút thôi. Rồi, bây giờ chúng ta tìm cho thầy này. Tìm cho thầy cái gì nữa nhỉ? Tìm cho thầy cái tọa độ đỉnh B đi. B đây đơn giản rồi, đây này, B chiếu xuống đây này thì B đọc được luôn nhá. B thì X ở đây nó bằng 1/2 đấy, đúng không nhỉ? Trung điểm kéo xuống thôi, 1/2 này. IB thì vẫn là căn 3 chia 2 thôi. Và không thôi. Đấy thì rút ra cái tọa độ đỉnh Y ở đây cho thầy này, tổng chia 3 này. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bấm máy tính đi nào. Đây thì bấm rồi, đúng không nhỉ? Đấy, ok nhá. Căn 3 chia 2 nhá. Căn 3 chia 2 nhá. Phân số đi. Căn 3 chia 2 này. Cộng với 1 này, cộng với 0,5 này, chia 3 này. Đấy, nó ra trọng tâm G chưa? Đây, Y thì ở đây nó sẽ là bằng 3 cộng với căn 3 chia 6. Ok chưa? 3 căn 3 chia 6 nhá. Rồi, tiếp tục này. Tiếp tục này. Ở đây, C chỗ này là 3/2 nhỉ? Đậu xanh. C này 3/2 nhá, từ trên xuống dưới chép xuống nhầm thành căn 3/2 nhỉ? 3/2 thôi. Ok ok, chỗ này lỗi. 3 chia 2 thôi. Ok rồi. Này tọa độ Y ở đây bằng 1 nhá. Y đây bằng 1. 1 đây này. Ok chưa? Đấy, 1. Tiếp tục này. Đến cái thằng Y nữa, đến cái thằng Y nữa thì ở đây nó cộng tổng chia 3 vào đây này. Là căn 3 phân số nhá, căn 3 chia 2 này. Cộng với lại 0 này, cộng với căn 3 chia 2 này. Đấy, chia cho 3 thì nó ra được căn 3 chia 3. Không, đấy tọa độ đỉnh Y này. Thì bạn thấy được chưa? Thấy được chưa? Cái điều quan trọng nhất đấy là gì? Hình chiếu của S trên đáy này Y ý, thì chúng ta có được ngay là cái X với Y, X với Y của cái đỉnh Y này nó chính là trùng với XY của S thôi, đúng nhỉ? Vậy thì đỉnh S ở đây các bạn đọc được ngay cho thầy có tọa độ là trùng với XY bằng 1 nhá. Y ở đây là vừa tính được bằng căn 3 chia 3 đấy. Căn 3 chia 3 nhá. Đấy, đọc xong ba cái tọa độ đỉnh này rồi. Câu này hơi căng một chút đúng không? Tính được Y gắn vào tam giác. Ừ đúng rồi, tính được Y gắn vào tam giác cũng được. Tùy các em tính kiểu gì, kiểu tính được ra bốn cái tọa độ này nó nhanh nhất là được nhá. Rồi, bây giờ này nhá. Ổn chưa nhờ? Thì thầy nhìn lại cái hình quan trọng nhất này và thống kê lại cho thầy cái sơ đồ này nhá. Bước 1 này, vẽ thầy qua cái hình này này. Đấy, xử lý, thống kê đưa điều kiện lên hình cái đã. Bước số 2, công thức tính góc giữa đường với mặt. Các bạn không tìm được góc luôn thì
cái biểu thức của nó là ném vào casio. Để casio các bạn phải tìm thấy ba vector này. Ba vector này các bạn tọa độ hóa chưa? Tọa độ hóa nhá. Để tính được cho thầy bốn cái tọa độ đỉnh này thì tính được tọa độ của ba vector thôi nhá, tính tọa độ ba vector thôi. Thì các bạn chưa quen với cách gắn điểm, gắn chụp ấy thì chúng ta đọc cái tọa độ này thấy nó hơi khó khăn một chút. Thì thầy nói nó hơi lâu thôi. Nhưng khi các bạn đã quen cách đọc đỉnh này rồi thì những cái quá trình này nó chỉ mất tầm khoảng 30 phút thôi là bạn đọc được hết những cái đỉnh này thôi nhá, không lâu đâu nhá. Đấy, nói thì thấy hơi dài dòng một chút nhưng mà nó chỉ tiến hành theo ba bước thôi: vẽ hình này, gắn chụp này, tính ba vector này, tính ba vector này thông qua bốn đỉnh. Đấy, thì đọc tọa độ đỉnh này các bạn chỉ cần làm cho thầy đọc quen thì mất 30 phút là xong thôi. Đấy, thì những cái bước quan trọng nhất là các bạn phải làm sao để các bạn đọc được tọa độ đỉnh này nó nhanh một chút nhá. Đọc tọa độ đỉnh này nó nhanh một chút. Xong tọa độ đỉnh rồi các bạn ném vào máy tính nó bấm nó thôi. Bây giờ nhiệm vụ máy tính thì chỉ mất 10 giây là xong, có cái gì đâu này. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. À đây. À, tính cho thầy SC này. SC này, cuối trừ đầu chưa? Cuối trừ đầu đây rồi, SACD này. 1 trừ đi 3 chia 2 này, đúng không? 1 trừ 3 chia 2 này, nó ra trừ 1/2 đúng không? Đấy. Trừ 1/2 nhá. Đấy. Rồi. Căn 3 chia 3 trừ căn 3 chia 2 này. Chia 3 này trừ căn 3 chia 2 nhá. Xong chưa? Ra trừ căn 3 chia 6. Ok. Xong SC này. 1 trừ đi 0 còn 1 này. À. Cái này là C trừ S chứ nhỉ? C trừ S chứ. SC là C trừ S, ô đảo dấu ngược lại thôi. Cộng cộng với trừ 1 này xong. Ok rồi. 1/2 nhá. 1/2 căn 3 chia 6 và trừ 1. Đó, SC đảo dấu ngược lại nhá. C trừ S. Ok rồi. SA này. SA là A trừ S nhá. SA là A trừ S đúng không? Nó chính là trừ đi cái tọa độ đỉnh S thôi. Đơn giản nhỉ? Trừ 1. Căn 3 chia 3, trừ căn 3 chia 3 này. Tọa đột độ đỉnh A không không rồi mà, đúng không? Trừ 1 phát nữa. Ok, hợp lý rồi. SD đi. Cháu cuối cùng đây này nhá. Thì lấy D trừ S đây này, D trừ S nhá. 2 trừ 1 còn 1 chưa? Hợp lý rồi. Này là 0 nghĩa là trừ căn 3 chia 3. Và gì nhỉ? Trừ 1. Đấy, thế thôi. Đấy, xong 3 vector rồi nhá. Xong 3 vector rồi. Nhập vào cho thầy biểu thức máy tính này, nó là angle này. Nhá. Angle này, SC đúng không? Phẩy này, SA này nhân với lại SD này. Đấy, và máy tính như này nhá. Để bấm được cái máy tính biểu thức này này, tính cho thầy góc phi thôi. Tính này góc phi thôi nhá. Tính xong góc phi này thì các bạn tính được ngay góc alpha. Biểu thức này bấm như nào thì bạn lưu SC vào vector A này, SA vào vector B và SD vào vector C đi. Lưu ba vector này bấm bình thường này nhá. SC thì bấm như sau này. Menu chọn 5 nhá và chọn tạo vector A này. Đấy, chọn 1 và chọn 3. Đấy, để nhập tọa độ vector A vào SC này là 0,5 chưa? 0,5 này, căn 3 chia 6 này, đúng không? Xong. Âm 1 này. Ok chưa nhỉ? Rồi, vector A xong nhá. Đấy, tiếp theo đến SA. SA thì ở đây chúng ta mở ngoặc ra này. Menu chọn tiếp 5. Vector B thì chọn 2 nhá. Đấy, và 3 tiếp. Đấy, để nhập vector B thôi. B là SA nhá. SA thứ 2 này, trừ 1 này. Trừ căn 3 chia 3 này. Và trừ 1 thôi. Ok chưa? Và cái thằng cuối cùng đây này, nó chính là 1 này trừ căn 3 chia. Ô quên. SA đây là trừ 1 nhá. Rồi. Bấm AC đi, bấm AC thì nhập cái vector cuối cùng vào là SD, là bấm menu này, chọn 5 này và 3 để nhập vector C nhá. 3 này, 3 tiếp nhập vector C thôi. Ok chưa? C là SD nhá. 1 này bằng này trừ căn 3 chia 3 này. Đấy, và trừ 1 này. Xong chưa? Đấy là xong cái vector SD nhá. Đấy, tính ba vector này xong này, nhập vào ba cái vector ABC này. Giờ bấm biểu thức này nhá. Angle các bạn bấm như sau này. Bấm vào cái chữ option ấy, OPTN này, đúng chưa? Đấy, nó sẽ hiện ra ngay thôi nhá. Ổn chưa nhờ? Bấm option này, kéo xuống nhá. Tính cái góc giữa hai vector này, chọn chọn 3 này. Đó, chọn 3 này nó ra cái chữ angle này. Ok chưa? Mở ngoặc phát này, SC là vector A nhá. Vector A thì đây này. Vector A các bạn bấm này, option chọn 3 để nhập vector A ra. Phẩy thì bấm shift cộng với lại cái dấu ngoặc trái này, ngoặc ngoặc phải này, ra dấu phẩy đấy. Mở ngoặc phát nữa này. SA là vector B không? Thì option 3 thôi. Nhân với lại option 4. Đấy, thế thôi. Đóng ngoặc vào.
Xong chưa? Đấy là biểu thức này, bấm này. Đây nó ra góc phi giờ, ôi, phi 90 độ à? Phi 90. Phi 90. Ô đơn giản nhờ. Có tính nhầm chỗ nào không? À, đậu xanh BC mà. Đây 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 đây. Vector A nhân với vector B cộng vector C nhá. Vector B nhân với vector C này, đi lấy B nhân A này chết. Nhân option 5 là ra vector C nhá. Đây, đây là biểu thức đúng này, đúng nhờ. SC là vector A này. SA là vector B nhá. SD là vector C đó, nhập vào. A này phẩy này, B nhân C này, đóng ngoặc vào bằng này. Đây, nó ra đây góc phi chưa? Đấy, nó ra 30,5 mấy độ này. Đấy thì cái này nó ra góc phi này có hai trường hợp đúng không? Thầy vừa nói rồi. Đấy thì phi ở đây nó lớn hơn 90 độ chưa? Thì bạn rút ra cho thầy thôi, lấy thằng này trừ đi 90 nhá. Alpha lúc này cần tính này, nó bằng phi trừ đi 90 độ thôi. Ok chưa? Đấy thì lấy này, lấy S trừ đi 90. Đấy thì nó ra đây. Phi nó bằng 40,5 mấy độ ấy, 40,5 mấy độ. Bây giờ nó bắt tính sin đúng không? Sin S đây này nhá. Thì bây giờ tính sin S thôi. Đúng chưa? Đấy nó ra 0,649 này, lưu ẩn A này nhá. Đó, 0,64951 lưu ẩn A này, trừ dần đáp án thôi. Trừ dần đáp án thôi. Lấy A trừ đi này. À, đáp án là căn 3 này. 3 căn 3 đúng không? Chia 8 này. Đúng không nhỉ? Nó bằng 0 chưa? Đáp án A luôn này này. Đấy thì sin alpha nó bằng căn 3 chia 8 thôi. Đấy, ok chưa nhỉ? Bạn tính được góc phi nhá. Tính góc phi nhá. Lớn hơn 90 thì alpha bằng phi trừ 90 thôi. Tính được alpha rồi tính sin alpha phát luôn. Bằng số lẻ lẻ đấy thì các bạn trừ dần đáp án thôi. Đáp án A bằng 0 thì đúng. Đây này. Câu 2 ra A chưa? Câu 3 xong nhanh nhá. Ổn chưa nhỉ? Câu này hơi căng tí đúng không? Nhập xong bấm bằng nó không ra. Đấy là em nhập nhầm rồi. Đấy em nhập nhầm rồi, thầy bấm nó vẫn ra kết quả đấy. Bấm nó ra một dãy bình thường này. Có ảnh hưởng gì đâu nhá. Chốt lại này. Chốt lại này, đấy. Cái công thức tính góc giữa đường với mặt thì tùy từng bài toán nhé. Bài này tọa độ, đọc tọa độ nó hơi lâu một chút thôi. Góc giữa đường với mặt này. Đấy. Góc giữa đường với mặt này. Bằng alpha. Bằng alpha. Thì công thức thầy phải tính góc phi trước. Phi trước. Bấm này. Angle này. Vector AD này. Phẩy phát này. Mở ngoặc ra AB nhân với AC thôi. Ok chưa? Đấy. Tổng quát đấy. Công thức tổng quát. Ok chưa nhỉ? Đấy thì bấm máy tính nó ra góc phi thôi. Bấm máy tính ra phi thì lấy. Tùy vào phi nhỏ hơn hay chín lớn hơn 90 thì suy ra alpha. Và hỏi gì cũng tính được, hỏi góc hay là hỏi sin hay cos tan hay bố của tan cũng tính được hết nhá. Chốt lại tính như góc là hỏi gì cũng tính được, thế thôi. Ổn chưa? Đấy, và cái bước quan trọng nhất ấy là các bạn phải đọc được tọa độ điểm. Và cái key bài toán này là đọc được tọa độ điểm, đọc được tọa độ nó nhanh và cộng với gắn trục, gắn trục nó chuẩn đấy, thì bạn đọc tọa độ nó sẽ rất là nhanh. Những cái này thầy làm thầy đọc tọa độ chỉ mất 30 phút một câu thôi, đọc nó rất rất nhanh nhá. Đấy, cái câu này nó xác định là câu 9 điểm rồi. Các bạn làm kiểu này thì kiểu gì các bạn đọc đúng cái tọa, các bạn chỉ cần đọc được đúng cái tọa độ đỉnh ấy, ra luôn, đọc đúng tọa độ đỉnh ra luôn, không phải vẽ thêm gì hình cả, không phải kẻ thêm bất cứ một cái đường nào cả, đúng không? Nhưng mà đối với câu này làm tự luận ấy, các bạn có chắc là lúc nào bạn cũng tìm được cái đường để kẻ thêm không? Không phải lúc nào thế, đúng không? Nhưng mà câu này các bạn dùng caso vào ấy nó sẽ an toàn hơn đấy. Bạn nào làm lâu thì cũng tầm 3 đến 4 phút nó sẽ ra. 3 4 phút nó sẽ ra, đúng chưa? Kiểu gì cũng ra. Các bạn nếu tọa độ đúng này, gắn đỉnh đúng này, đọc tọa độ đúng này, kiểu gì cũng ra. Đấy, không phải kể thêm bất kỳ một đường nào cũng phải dễ không? Ok chưa nhỉ? Đấy là cái ưu điểm và nhược điểm của từng cái cách một. Thế bạn chọn từng câu để làm thôi nhá. Câu 30 này. Câu số 3 với câu số 4 thì chốt nhanh thì còn nghỉ đây nhá. Bài này 9 cộng một chút. Ok chưa? Thì những cái câu này thì nó tọa độ đọc nó hơi khó một chút đúng không? Công nhận là tọa độ đọc hơi khó một chút, nhưng mà chúng ta làm nhanh thì cam kết với bạn, các bạn làm nhiều những cái câu đọc tọa độ này tầm khoảng chục câu đến 20 câu là bạn đọc cái tọa độ đọc vèo vèo ngay, 30 phút đọc một bài kiểu gì cũng đọc được hết nhá. Ok chưa? Câu số 3 này không phải kể thêm hình đúng không? Câu này các bạn làm tự luận, các bạn kể thêm hình cả chét hình ra khéo nhiều khi còn đếch ra đúng chưa? Đấy thì câu này là 9 điểm rồi, thì thầy đã bảo rồi. Bốp skin là tất nhiên là phải chữa chọn những câu hay câu khó để chữa rồi, chữa mấy câu dễ thì gọi gì là skin đúng không? Đấy. Những câu dễ thì các bạn sẽ luyện đề nhiều nó sẽ tự lên thôi, không được gì phải bốp skin cả làm gì nó mệt cả, nhưng mà những câu 8 cộng 9 cộng chúng ta phải có nhiều cái skin đẹp để làm nó mới ra được, đúng không nhỉ? Chọn nhàn nhất và hiệu quả nhất, đúng chưa?
chứ thầy không thiên theo mỗi ca số không nhá. Câu 1 này làm tự luận này đúng không? Câu 1 đọc tọa độ lâu quá thể làm tự luận đúng không nhỉ? Nhưng câu số 2 này chắc chắn em làm theo ca số nó sẽ nhanh hơn nếu em quen nhá. Không phải vẽ thêm hình mà, đúng nhỉ? Đọc 30 phút là một câu thì hết giờ á, hết thế nào được? Hết thế nào được? Ok chưa? Đấy, mấy câu đề thi các bạn, những câu 9 cộng thì cam kết các bạn thì kiểu gì các bạn phải làm tầm khoảng 5 6 phút mới ra được. Đấy, còn mấy câu dễ các bạn nhìn một câu nọ nó bù trừ cho câu kia chứ không phải là cứ phút rưỡi là phải xong một câu, là không phải nhá. Những câu dễ chúng ta sẽ làm nhanh hơn, còn những câu khó thì mới có thời gian tập trung cho câu khó chứ. Chiến thuật nó phải như thế. Câu 3 này nhá. Nó cho một cái hình hộp chưa? Đấy, câu 2 thì nó hơi đẩy thuyền thì đúng không? Hơi căng tị. Đấy, phải có skin nó mới đẹp dai được, đúng rồi. Câu 3 chưa? Câu 3 chưa? Nhá. Câu 3 thì nó nhìn đề bài nó khó như này thôi nhưng mà nó dễ thôi. Câu này là 30 phút là xong. À 30 giây là xong rồi. 30 giây xong rồi nhá. Đọc 30 giây thôi, 30 giây thôi. Ồ, ngon, khá ngon đúng không? Quá ngon gì nữa. Nhá. Ok chưa? Câu 3 này. Cái này trailer mấy câu thôi. Tụt mất trăm cháu rồi, bọn mày hôi lách lắm. Đấy. Mất bao nhiêu thời gian chữa tèo mồm mà. Ok chưa? Các bạn cứ phải xem like đều vào, ủng hộ thầy nhiều hơn thì chúng ta sẽ có nhiều buổi like nó ok hơn nữa. Này trailer vài câu thôi, đọc 30 giây thôi chứ gì 30 phút chết rồi. 30 phút thì có mặt chết. Câu 3 này. Đấy, nó cho một cái hình hộp nhá. Hình hộp nó vẽ hình luôn cho rồi này. À, và những điểm MNP chưa? MNP lần lượt là trung điểm này, đúng nhá. À, nó bắt tính góc giữa CP nhá. CP đây. CP là đường này này. Đây. CP đường này. Nhá. Ok chưa? Và cái mặt phẳng DMN. DMN đây, DMN đây. Thì nó thấy được chưa? Thì giao tuyến này, chúng ta thấy ngay. DMN nhá thì thấy MN nó song song với B phẩy D phẩy chưa? Đó, đơn giản, đẹp dài chưa nhỉ? MN song song với B phẩy D phẩy đúng không? Vì trung điểm mà. Đấy, đường trung bình đúng không? MN song song với B phẩy D phẩy. B phẩy D phẩy nó lại song song với BD rồi. Vậy chốt lại luôn là đỉnh B này nó sẽ thuộc, B này nó sẽ thuộc cái mặt phẳng MND đấy, con gì nữa thì cái giao tuyến ở đây này đẹp ra rồi đúng chưa? Đấy. Ổn nhá, rất ổn áp đúng không? Đấy, thì thấy này, cái mặt phẳng thiết diện nhá, mặt phẳng MNP này nó cắt đây này, thiết diện cắt với hình hộp nó chính là cái thiết diện là BMND này đúng nhá. MN song song với B phẩy D phẩy nên cũng song song với BD, vậy B nó phải thuộc mặt phẳng MND, hay nói cách khác thiết diện chính là BDNM. Ổn chưa? Thiết diện là như thế này rồi. Và nó bắt tính góc giữa gì nhỉ? Bây giờ bài toán trở về xác định góc giữa CP với mặt phẳng MNDB chưa? Đơn giản rồi, nhìn cái gì đẹp ra chưa? Thấy hai cháu này nó song song với nhau này này. Đúng nhỉ? Thấy chưa? Thấy PC chưa? Thấy PC chưa? PC song song với MB chưa? Song song này đơn giản rồi đúng không? Đấy, cái này nó chính là hình chữ nhật đấy, đúng nhỉ? MPCB là hình chữ nhật đây, còn gì nữa? Ổn chưa? Ok, vậy thì thấy PC song song với MB rồi. Rút dạ ra luôn PC nó lại trả song song với D MN à? Hợp lý chưa? Song song thì góc nó bằng không thôi, góc về mo thôi, C nhá. Đấy, câu 3 thì tìm được cái key cái là ổn luôn. Gặp bài gắt nó chạy hết thì đấy, cái bọn xấu dài kệ sư chúng nó đi nhá, mình không quan tâm này. Mình đẹp dài mới ở lại, mấy con bọn xấu dài thì nó ao mất rồi. À, câu số 4 đây này. Câu 4 chưa? À, xem khoén khoén được vài câu cái tụt chạy mất dép thì làm sao mà đời khởi được đúng không? Đấy, mấy câu đẹp dài nó phải tụt ở cuối, còn mấy câu trên thì nói chuyện gì nhỉ? Ok nhá, câu số 4 này, chốt nhanh này, câu 4 thì dễ thôi. Câu 4 thì làm xem nào, câu 4 thì vẽ thành cái hình nhá. Đáy ABCD này. Hình chữ nhật đúng không? Úi giời, chốt được cái key rồi. NA vuông đáy chưa? NA vuông đáy này. Chốt thầy cái kia nha. Đây. Đấy, xong luôn. Xong ngay vào luôn đây này. Ổn chưa? Đây. NA vuông đáy này. Xong nhá. SAB CD chưa? Đây là khung chưa nhỉ? NA vuông đáy rồi nhá. Thì chiều cao thế này NA rồi. Cái này thì thằng nào ngu lắm thì phải biết rồi, đúng không nhỉ? Mô hình chuẩn luôn. Đáy hình chữ nhật này. AB bằng 1, AB bằng CD bằng 1 này, BC bằng căn 3 chưa? Hợp lý rồi. À, góc giữa đường thẳng BD, BD đây. BD đây.
Và cái mặt phẳng SBC chưa? SBC đây mặt này đúng nhờ. Rồi, nó thấy giao điểm là B chưa? Đúng nhờ. BD này. BD này. Với mặt phẳng SBC thì giao điểm là B rồi nhá. Chúng ta có tìm được hình chiếu của B của đỉnh D trên đáy không? Có tìm được hình chiếu của đỉnh D trên cái mặt phẳng SBC không? Không đúng không? Nhìn đề bài nó lại kẻ tít ở ngoài này, vẽ nó mệt mỏi lắm, đúng không nhỉ? Đấy, thì câu này không tìm được góc luôn, không tìm được góc. Không tìm được góc ném vào caso còn gì nữa. Caso ném vào tọa độ này. Đấy, câu số 4 này nhá, nhìn kỹ này, đẹp dai luôn này. Nhá. Thì bây giờ thì góc giữa BD với SBC đúng không? BD với SBC thì tính luôn đi, biểu thức nó chính là gì nhờ? Vector BD là đầu tiên này, angle này đúng không? Phải này nhá. Angle này, BC này, gì nhờ? SBSC cũng được, còn em không thích thì em lấy luôn 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 BSBC cũng được. BSBC đi. Cho nó đẹp dài này, đúng không nhỉ? Nhân này. Đấy, biểu thức nó như này nhá. Ổn chưa? Góc giữa BD này với mặt phẳng SBC này, ok chưa nhỉ? Thằng đầu tiên là phải cố định, à cái này BD nhỉ, BD nhá. Thằng đầu tiên là cố định là BD rồi này, chuyển xuống vector đầu tiên. Thằng thứ hai thôi là chúng ta mặt phẳng SBC đúng không? Thì cái này em lấy BSBC cũng được, miễn nó chung đỉnh B là được, chung đỉnh B hoặc chung đỉnh S hoặc chung đỉnh C này. BSBC hoặc là em không thích em lấy SBSC cũng được. Đấy thì tùy em nhá, nhưng nó phải chung cái thằng đầu tiên này. Ổn chưa? Ok nhá. Rồi, bây giờ xong rồi nhá. Biểu thức này bây giờ đi tính cho thầy những cái tọa độ đi thì chắc chắn A trùng góc O rồi. Bây giờ thầy gắn B trùng với OX đi và D trùng với OY đúng không? Vì tam giác cái hình chữ nhật mà, đúng nhá? Tưởng tượng A là cái góc nhà chưa? A là góc nhà, đặt luôn A trùng góc O nhá. AB với OX này, AD với OY chưa? AD căn 3 rồi, đọc luôn này, đọc luôn tọa độ này nhá. Câu này đọc tọa độ rất nhanh rồi này nhá. Tính được những cái thằng này rồi thì cần đọc cho thầy những cái đỉnh này này, BD, BD, SC thôi. Thì ở đây chúng ta thấy ngay AB trùng với OX chưa? AB bằng 1 rồi thì đọc luôn điểm B này, 100. Chuẩn chưa? Thằng D thì đọc luôn đi, thằng D đọc luôn đi. D thì thuộc OY rồi. AD bằng căn 3 chưa? Thì D có tọa độ này, không này, căn 3 này. Không chưa? Xong hai cháu, thằng C này. C thì hình chữ nhật rồi đúng không? C đọc luôn thôi. C thì chiếu xuống OX thì bằng 1 này, chiếu xuống OY thì bằng căn 3 chưa? 1 căn 3. Không, xong luôn. Đấy. Còn cái tọa độ đỉnh S cuối cùng này này, AS bằng bao nhiêu? S thì về nó cho bao nhiêu nhỉ? Đấy hình chữ nhật này. SA vuông góc về đáy này. Ổn chưa nhỉ? Đỉnh S, đỉnh S, đỉnh S nhá. Còn cái gì để tìm đỉnh S nữa không nhỉ? Cho anh chóp này rồi, ok rồi. Đấy hình chữ nhật rồi này. AB bằng 1 này, BC bằng căn 3. À, SA bằng 1. SA bằng 1 đây. SA bằng 1 nhá. Ok chưa? Đấy thì đọc luôn được tọa độ đỉnh S là gì nữa? S ở đây rồi, S thuộc OZ nhá. S thuộc OZ rồi thì tọa độ 001 còn gì nữa? 001 xong rồi này, đúng không? 001 nhá. Ok chưa? Đấy, S thuộc OZ xong luôn, 001. Hợp lý nhở? Đấy, đọc tọa độ này chỉ mất 30 giây còn gì nữa? 30 giây hợp lý. Rút ra ngay. Rút ra ngay cái tọa độ vector đi nào nhá. Rút tọa độ vector BD đầu tiên đúng không? Thằng đầu tiên rút ra đi. D trừ B này, D trừ B đây rồi. Trừ 1 này. Căn 3 này. Không chưa? Cháu đầu tiên. BS đi. BS là S trừ B nhá. BS. BS là S trừ B đúng không? S trừ B đây rồi. Là gì cho? Trừ 1 này. 01. Ok, BC, BC đây là C trừ B nhá. Thằng thứ 3 đây rồi. 0 này. 1 trừ 1 là 0 nhá. Căn 3 0. Xong chưa? Bài vector này lưu vào ABC còn gì nữa? À, rồi bấm theo biểu thức thôi. Đấy. Thực hiện bài toán nó chỉ như thế thôi. Các bạn không phải vẽ thêm bất cứ một cái đường nào nó lằng nhằng đúng không? Đấy, câu này nó chuẩn cái phương pháp gắn trục luôn này. Đọc được cái tọa độ này, đúng không nhỉ? Gắn trục vào nhá. Đọc tọa độ 30 giây xong, rút ra vector, nhiệm vụ còn lại máy tính nó ăn cho. Rất nhẹ đúng không? Không phải kể thêm bất kỳ một đường nào cả. Đấy, ok. À, rồi, thì bây giờ này các bạn nhập cho thầy vector thôi. Thì cứ đấy thầy nhập vector ABC rồi, bây giờ chúng ta có cái tính năng sửa vector này, thì sửa luôn nhé. Bấm option chọn cái phần sửa vector này, chọn 2 này để sửa vector này. Đấy. Và chọn 1 để sửa vector A luôn. Đấy, đẹp dài luôn này này. Vector A thì lưu vào vector BD này nhá. -1 này, căn 3 này. Đúng không? Không. Ok. Đấy.
bấm AC đi nhá. Là lưu xong vector A rồi. Sửa cái vector B lúc này thành BS này này, bấm option chọn 2 và chọn 2 tiếp để sửa vector B đây, nó định là -1 này. Không này, 1 chưa? Ok chưa? Sửa vector B xong nhá, lại AC đi. Và vector cuối cùng này, BC nhá. Option chọn 2 để sửa này và vector 3. Vector C lúc này là 0 này, căn 3 này. Và không chưa? Ok rồi, vector C xong nhá. Bây giờ thì bấm thôi. Angle này, option này, chọn kéo xuống chọn 3 nhé. Đấy, nó ra angle chưa? Rồi, vector A này thì bấm option 3 này, phẩy phát. Phẩy phát này, mở ngoặc ra này. Vector B là option 4 này, nhân với này option 5. Đóng ngoặc vào, đóng ngoặc nhá. Ok chưa? Đóng ngoặc hai phát chỗ này nhá. Bằng này. Đấy thì nó ra góc 69,295 chưa? Đấy thì chỗ này các bạn sẽ lấy cái gì? Các bạn sẽ lấy này nhỏ hơn 90 chưa? Nhỏ 90 là 90 trừ đi n, nhớ để đơn vị Ấn Độ nhá, đơn vị Ấn Độ này, đúng chưa? Đấy, các bạn để radian thì nó sẽ ra góc khác ấy, góc của đơn vị radian, còn thấy để đơn vị độ thì nó sẽ góc đơn vị độ thôi. 90 trừ đi n này, đấy, trừ góc này này, đây nó chính ra alpha này, alpha cần tính thôi nhá. Đấy, alpha 20,70 này, nó bắt tính cái gì nhở? Nó bắt tính cốt à? Vậy tính cốt thì tính cốt s thôi. Đây góc đây 20,7 này, đúng chưa? Đấy, thì lấy cốt s thôi. À, lưu ẩn A nhé. Đấy, lưu cái này vẫn lưu cái giá trị cốt vào ẩn A và trừ dần đáp án thôi. Lấy A trừ dần đáp án này, bấm AC đi, lấy A trừ nhìn nó đẹp, trừ đi này, căn 3 chia 2 đúng không, khác không rồi, đếch phải A. Căn 2 chia 5, căn 22 chia 5 chứ nhỉ, căn 22 chia 5 cũng không phải, à sắp xỉ B à, còn câu C là sao nào, C là căn 14 chia 4 này. Đấy, bằng không chưa? Đẹp dai luôn này. Đấy, câu này chỉ có C mới bằng không thôi. Thì 4 chọn C thôi. Đấy là cách làm câu số 4. Đẹp dai chưa nhỉ? Không có gì đẹp dai cái casual này. Đấy, cái này mới trailer cái dạng góc giữa đường với mặt thôi. Còn rất nhiều cái cách tính góc giữa đường với đường này, góc giữa hai mặt phẳng với nhau này thì chúng ta sẽ gặp nhau trong những cái buổi livestream khác nhá. Đấy thì nhớ ủng hộ thầy bằng cách like, share, biết nhiều hơn thì chúng ta sẽ có nhiều buổi livestream nó ok hơn chút gì nữa. Còn giờ thì mình nghỉ thôi. Hẹn lại các bạn trong buổi live tiếp theo. Bye bye.